chỉ sát ở trong top 8 rồi mà mới chỉ 5 trận thi đấu mà thôi. Thì chắc chắn là với 5 trận thi đấu ngày hôm nay thì cái việc mà GE có thể giữ lại được vị trí bản thân mình đã sẽ rất cao. Đâu đó anh đoán khoảng 70-80%. Teraton 5 đang di chuyển xung quanh vị trí có sự xuất hiện của New Generation Esports và đây sẽ là cơ hội cho ta. Nhưng Patompong vừa knock out được vị trí của Pháp trên xe. HK đã đổi mạng thành công. Nhưng Teraton 5 đã vào được một góc khuất để tạm thời họ có thể hỗ trợ cho nhau. Hơi khó một chút cho New Generation Esports vì đường lên của họ sẽ xa và cực kỳ gập ghềnh. Không dễ để có được cho mình những góc bắn ở trong pha này đâu. Và thậm chí bên phía đội của Teraton 5 cũng chủ động chơi luôn. Mới chỉ được tình huống 1 đổi 1 thôi, cả hai bên đều phải chịu tổn thất về người. Và Thanadol lùi thôi. Bước lên mà bị bắn vào đầu thì nó là Panadol luôn chứ không phải Thanadol nữa. Văn Nghị cũng vừa nằm với sát thương từ quả nết. Đạt Blue và Hakai sẽ chơi với nhau trong giai đoạn cuối của pha giao tranh này. Nhưng Cerberus Esports Hải Saki cũng đang tới. Và chưa kể ở đây còn có thêm cả OneCon. Mà New Generation Esports có vẻ như cũng đã cứu dậy thành công một người đồng đội của mình thì phải. Dù sao là có 2 cho tới 3 người và sẽ ổn nó rất nhiều là việc các bạn chỉ có một mình được hiện tại. OneCon bắt đầu xả đạn. Hasaoat anh ta đứng hơi lâu và để lộ cho mình một tấm lưng trần vô cùng là nóng bỏng. Nhưng Hakai bây giờ lại bị động ảo một lần nữa. Và không phải là các thành viên của T5 ở đâu, mà bây giờ còn có thêm cả Made in Thailand. Và NG đã chính thức mất đi vị trí của Hakai rồi. NG chỉ còn lại 2 người. Ở một góc thi đấu mà anh ta được bắn free hoàn toàn thì đã hạ gục được 2 tân binh của đội team No One, đó là Lâm Bảo và Virtue. OneCon thậm chí họ vẫn chưa dừng lại chút nào cả. Họ còn đang muốn cố gắng bớ thêm cả vào đội của Global Esports Asset. Virtue cùng với Lâm Bảo không có bất kỳ một sự backup nào cả. Và chắc chắn là hai player này phải ra đi thôi. Nhưng mà có một mạng đã cậm vào cho vị trí chàng Gates. Phía bên kia có Flash hay không quay mặt thôi. Sau một top 1 knock out thành Rogue. Và thôi tôi nghĩ là sẽ còn mất nhiều nữa. Nết được trả. Quả này bật chắc chắn sẽ hạ gục được thêm một người. Trong khi đó ở đâu đó trên bản đồ thì Văn Nghị cũng vừa knock out được một thành viên bên phía đội tuyển Attack Around thì phải. Vậy là may mắn chui được xuống tầng 1. Nhưng đối phương vẫn còn tới 2 quả nết nữa cơ. Tạm thời sẽ khóa được chặt khu vực cầu thang này. Không có ai lên được cả. 2 khẩu shotgun dành cho Rogue. Ở đây còn có cả một sò off quyết định đẩy luôn. Phía bên này đang hưu máu thôi. Xong một Rogue có được cho mình điểm đóng vào Hoài Anh. Súng đầu cầm lên. 2 viên S12K bên phải. Và bây giờ thì đang nằm xuống. Vẫn là một cú bắn rất chính xác đến từ Rogue. Và đó là tình huống clutch 1v3. Top 15 cho New World Esports. Nhưng Genius thì nghe thấy rồi. Và tôi nghĩ là Genius Esports thì nhiều đồ hơn hẳn. Có lẽ là để cho cái này bên Genius Esports trả thù vậy. Đến quả nết thứ 3, quả nết thứ 4 thì câu chuyện đã kết thúc được vị trí của anh chàng Nanji rồi. Dồn rất nhiều đồ, nó là một cơn mưa nết của thành viên GE dồn vào. Sử dụng những lượng utility thay vì với việc là phải cố gắng cài người vào bên trong để bắn nhau. Và đó là quyết định vô cùng chuẩn xác đội của Genius Esports. Văn Nghị hiện tại cũng đã bị knock out và NG cũng chỉ còn lại một người mà thôi. Về đại diện Việt Nam đang thi đấu xuất sắc nhất trong game chiếu này thì chúng ta sẽ kể đến luôn, đó chính là đội hình của Genius Esports. Khi mà họ vẫn đang có cho mình đó là một khu nhà đẹp bên trong vòng bo. Họ vẫn đang có cho mình được 5 điểm kill. Và hiện tại phê thiếu thứ tư họ cũng đang có sẵn ở lợi công trình. Đang lên tiếng cực kỳ nhiều, Equalizer tụt nhiều máu quá và anh ta phải chạy thôi. Jadai cũng như vậy. Nhưng tôi cảm tưởng là không có đường nào để trốn với bộ đôi bên phía Attack on Round, thậm chí là họ đi. Nhưng người ăn mạng là không phải bên phía đội Deadly Strike. Và hiện tại thì anh ta vẫn chưa mất đi bất kỳ một mạng hạ cục nào, bất kỳ một mạng nào cả. Nhưng mà sát thương đến từ vị trí Acrozit thì anh ta vẫn sẽ chưa dừng lại tại đây đâu. Nết cũng đã được bồi vào. Và quả nết này nó dính rất đau. Ziwu hiện tại vẫn còn một chút máu. Còn đối với vị trí của Seth của NGE thì họ đã chính thức có tình huống đơm nhau rồi. Dark Blue vừa cộng điểm tài con cũng làm điều tương tự. Made in Thái Lan đang có tình huống nhắm vào vị trí của Lerick đến từ EA. Còn Ziwu sau rất nhiều tình huống đáp nết thì cuối cùng anh ta cũng đã phải nằm xuống. Thêm đồ trả lên tầng 2, Dark Blue cảm tưởng không thể chạy đâu nữa rồi. Việc mà mất đi thêm Somology có lẽ sẽ ảnh hưởng cực kỳ nhiều tới khả năng kéo top bên phía đội Cerberus Esports ở trong game thi đấu này. Nhưng Dark Blue thì vẫn đang ngồi trốn khá là khéo. Anh ta né được một quả. Thôi hết rồi, top 13 cho New Generation Esports. Vừa nói xong thì Tài còn đáp ngay một quả nết. OneCon cũng đang lên tiếng. Giao lên nào là đứng tư. Jacob vừa rồi cũng đã bắt đầu khai hỏa. Và như vậy là chúng ta không còn nhìn thấy sự của team No One nữa. Genius Esports Glory cũng đang liên tục bắn nhau. Made in Thái Lan họ mất đi vị trí của player đã mang về nhiều mạng nhất tính tới hiện tại, đó là chàng Nanji. Tuy nhiên thì vẫn còn tới 3 người và chắc chắn là cơ hội của họ thì vẫn đang là còn. Một game thi đấu mà cảm giác như những quả nết đang là điều mà chúng ta đang nói rất nhiều và giống như là nhân vật chính luôn vậy. Nan vừa dụng có quả nết tốt và OneCon cũng đã quét sạch hoàn toàn việc Global Esports Asset. Một game thi đấu mà Gaze cũng không thật sự để lại chúng ta quá nhiều dấu ấn. E-Arena, đội tuyển mà đã có cho mình cái vị trí top 2 trong game thi đấu vừa rồi thì hiện tại họ vẫn đang còn sống. Và chủ công Inside của họ vẫn đang còn. Nhưng mà Lerick thì hiện tại đã chính thức bay màu.
Chính ra thì bên Thái Lan đang phá được thế ngồi cam đến từ bên phía đội hình Arena. Arena không cần phải chạy ngay nhưng mà họ cũng không thể ở đấy lâu thêm được nữa. Trong khi đó thì Surrut Esports với việc mà chỉ còn lại hai người, chúng ta cũng vừa làm đôi mạng Deadly Strike. Tôi không rõ là tình hình chiến sự bên đó như thế nào nhưng đây đang là một tín hiệu tốt. Glory và Firm được kill của Nan đến từ bên phía đội hình Archangel Predator. Và đến bao giờ thì hai ông Thái này mới chịu pha nhau đây. Lucky G knock out được Himat với quả nết chính xác. Tôi muốn xem bên kia hơn cơ. Và thậm chí là Evo Patrick cũng đổi được mạng của Utah. Các đại diện đối đầu với các đội Việt Nam đang lên tiếng cực kỳ nhiều. Tài con 1vs quá nhiều người và anh ta nằm top 10 bên phía đội hình Surrut Esports. Và có vẻ như là bên phía đội hình GDS Esports cũng đang gặp khó. GE tại đang là niềm hy vọng duy nhất của Việt Nam ở trong game thiếu này rồi. Khi mà Seth đã ngã xuống, No One, GE, rồi Newhouse cũng không còn. Nhưng bây giờ thì Zest đã bị knock out từ trận Alex của Archangel Predator, đội tuyển mà trước đó đã có cho mình được một cái top 1. Dù sao ít nhất thì Chino Esports cũng đã có được tương đối nhiều mạng. Và bây giờ thì Utah, rồi Zest đều đang ngã. Và có lại một mình Simon T mà thôi. Các thành viên của Archangel Predator thì đang vẫn còn ở gần và thậm chí là trong những khoảng sắp tới. Arena hoàn toàn có thể tham chiến nếu như mà hai đội tuyển này có tình huống bắn nhau. Thì Arena hoàn toàn có thể sẽ canh thời gian và lâu đó lao ra được vét đốt tất cả những mạng còn lại. Tuy nhiên thì phải nói rằng họ cũng đang phần nào đó khá là cũng chắc, vẫn để cho những người kia là đằng sau. Simon T bắn khá là tốt với quả nết. Nhưng cuối cùng thì GOE cũng đã dừng lại rồi, top 9 cho đội tuyển này. Arena đã chính thức khai hỏa và họ cũng quét sạch luôn đội của Archangel Predator. Vượt qua được những cuộc chiến ở phía bên ngoài là một sự thành công của Arena, nhưng đường vào của họ sẽ bị cản. Bên Thái Lan vẫn đang chờ. Đẩy được sang cánh trái đã là một sự thành công dành cho EA rồi. Chỉ có Imhack cũng đang vào từ đằng sau. Cần phải làm nhanh để bộ đôi bên phía nhà kho không thể nào hỗ trợ được. Nhưng Smoke quá là kín đi, không có tầm nhìn. Ngồi ngay gần tôi không biết là Crazy Boy đang cầm súng gì. Nhưng bây giờ thì sẽ biết tôi. Tên ái đốc vào vị trí Crazy Boy. Phải shotgun anh không thấy đẩy ra muốn tạo đột biến màu rush đổi được một. Sau đó anh ta cũng đã phải nằm xuống hồi đốc. Đắp một đốc vào vị trí của T9. Và hai ủng phía bên kia thì khó. Một cái số điểm rất ổn trong đại diện từ Indonesia. Còn đối với cả đại diện 310 thì sao? Gần như không thể nào chống trả lại được khi OneCone họ đã đẩy tới 3 người lao lên cùng một lúc. Rascal Chester chỉ còn là một mình ở trên dòng Velo. Và sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị tổ quay vây bắt ra thôi. Câu chuyện liệu Velo sẽ đổi được bao nhiêu mạng, nhưng câu trả lời là không có bất kỳ mạng nào cả. Một quả nết quá chính xác. Và bye bye Area 310. Dragon Fire cũng đã không còn. Sun Sister đang có tình huống giao tranh và Deadly Strike. Hai đội tuyển này vẫn chưa hề dừng lại. Và Sun Sister đang liên tục mất người. Nhưng cuối cùng thì họ cũng thể hạ được player cuối cùng của Deadly Strike. Nhưng bò đến rồi, Fiven chỉ vác được một người lên thôi. Và bây giờ Sun Sister sẽ phải chấp nhận mất ít nhất là một người. Tên ai chịu sát thương vòng bò ở trạng thái knock out và anh ta không thể nào sống lâu hơn được. Đường hơi xa cho những đội tuyển còn chưa thể vào được phía bên trong vòng bò thời điểm hiện tại. Nhưng nếu Sun Sister cứ giữ ở trên này một chút nữa thôi, bò giật ra khỏi thì họ đổ đèo rất khó. Jacob xả đạn trượt bằng hết. 6G là người knock out được vị trí của Darkman. Và bây giờ Jacob sẽ cần phải hỗ trợ. Nhưng đó lại là những điểm mà gục liên tục dành bên phía đội hình OneCon. Và thế là không còn EA nào nữa. Top 4 cho ERN. Made in Thái Lan ngồi chơi sơi nước và Jacob cũng đã có một mạng. Sun Sister nhận ra rằng ở phía bên dưới áp lực đã giảm dần và họ đang đẩy người xuống. Sun Sister vẫn đang chờ, nhưng Made in Thái Lan lại đang có một góc cực kỳ chống trải để bắn vào. Không có cái gì che cho Sun Sister cả. Jacob knock out Fiven firm luôn kill. Trick cũng lấy được mạng bên phía đội Made in Thái Lan. Và OneCon khả năng sẽ lụm cái top 1 này rồi. 12 kill nó sẽ tăng thành 13, 14, 15 nếu họ bắn tốt. Dưới chân có người, knock out Imhack. Bên Thái Lan có một, Sun Sister cũng vậy. Bây giờ làm như thế nào cho Runax có thể thoát ra khỏi khu vực nhà kho trước đó đây? Nói chung là cái top 1 này thì gần như không thể nào thoát khỏi tay của OneCon nữa. Nếu như mà họ có thể tận dụng được tất cả những cái lợi thế bản thân mình đang có, Runax tới bây giờ thì cũng đã có thể knock out được một người. Nhưng liệu điều đó có giúp ích nhiều hay không đây? Vị trí của anh ta thì cũng đang không phải là đẹp. Made in Thái Lan thì cũng đang có tình huống cố gắng đáp trả vào OneCon. Zexy vẫn chưa được cứu lại, nhưng bây giờ thì đã có một cái chạm rồi. Và đội của OneCon khi mà cứu được Zexy thì đã mất đi vị trí của Nanduji. Shibrit knock out được thành công một player khác của Made in Thái Lan. 3 vs 1 vs 1. Hơi khó đến từ cản bước của OneCon thời điểm hiện tại. Và xử lý xong Jacob là được, nhưng Jacob đọc bắn rất tin chỉ. Top 3 Sun Sister bằng hỏa công. Ơ từ vẫn còn một con. À thôi rồi. Hết rồi. Jacob đầm không hay. Có giáp, bây giờ chỉ có những viên đạn headshot mới cứu được anh ta thôi. 140 viên thừa nhưng bò sau lưng, ngồi bắn thì bò đốt. Được không đây, cần bắt một người. Trượt hơi nhiều nên Jacob đổ trả vào liên tục đến bên phía đội hình OneCon. Hết đường về rồi, cứu, top 1 cho bên phía đội hình OneCon.